Dạ, Ân xin chào cả nhà. Hôm nay Ân tiếp tục với những cái món làm cho mình không ngán. Ân vừa đi chợ về mua ít đồ chay với lại rau củ về mình làm món khô quẹt với lại nấm nướng. Đây, đi chợ về mua quá trời luôn, rất là nhiều loại rau củ, đậu hũ non, đậu hũ chiên giòn, bầu, tần ô. Đây đặc biệt có mấy loại nấm này để mình làm món nấm nướng đây. Kim châm, nấm rơm, cà rốt. Đây là nấm linh chi à. Đậu bắp, củ hành tây. Hôm nay làm cái món khô quẹt với lại nấm nướng cho ăn cho nó đỡ ngán. Đây này thì cũng có làm món dê hấp tí tô nên nó mua ít lá tí tô. Đây là bông cải trắng, bông cải. Rồi đây là bắp cải để mình luộc làm món khô quẹt. Nấm thì mình mua với bạc để mình nướng. Rồi ở nhà có trồng khổ qua nên Ân sẽ đi hái một ít trái khổ qua đều đều nhỏ nhỏ để mình luộc luôn cho nó ăn nó đắng đắng cho nó đỡ ngán. Giờ Ân sẽ đi hái khổ qua xong vô sơ chế luôn. Đây là mớ khổ qua Ân vừa mới cắt, do khổ qua ngọn rồi, trái bự mình cũng đã vô mình ăn rồi, còn nhỏ nhỏ này là phần lớn nên này ra đem luộc là rất là ngon. Giờ Ân sẽ sơ chế tất cả những cái món này và rõ đông miếng thịt dê để mình làm món dê hấp lá tí tô luôn. Rồi để Ân sơ chế ha, để chế biến tất cả những cái rau củ này cho nó xong rồi bắt đầu mình tiến hành làm món. Mấy cái rau Ân mua về Ân đã lặt vệ sinh những cái phần rễ gốc với úng đồ ra bỏ. Bây giờ Ân sẽ sắt những cái bầu còn vỏ rồi cà rốt, rồi giờ Ân sẽ sắt trận được ra với cà tím. Giờ sẽ qua tới công đoạn thứ hai là rửa xong thì mình bắt đầu lên chảo mấy món cần thiết. Đây Ân đang làm luộc rau để chấm khô quẹt. Cái tiên luộc là đậu bắp với cà rốt trước. Còn đây là bên đây còn mấy món nữa, mấy loại nữa. Đây còn khổ qua bầu. Đây luộc đậu bắp với cà rốt. Còn khổ qua bầu với bắp cải. Còn đây là món đậu hũ kho thập cẩm, thơm nức mũi luôn bà con ơi. Đây Ân đang làm khô quẹt đây, tấp mỡ đổ vô. Nay rau luộc hơi nhiều, Ân làm cũng khá tấp mỡ đi, với tôm khô, nước sốt thì mình có nước mắm với đường, muối, bột ngọt đều đầy đủ hết rồi. Đây một hồi nó cạn lại là mình nó sát lại cái là mình chấm rau luộc rồi bá cháy bù chét luôn. Giờ sẽ để hành, tiêu, ớt vô cho nó thơm vị dậy mùi lên. Ớt đây vô luôn, để thêm miếng tiêu. Rồi đợi nó sắc kẹo lại là mình có thể lên mâm tuyệt vời luôn. Tiếp theo sẽ làm món đậu hũ nấm nướng với bạc. Giờ anh sẽ nằm nóng cái chảo lên rồi cho dầu vào.
hũ non này ông lăn với bột chiên giòn, để vô nấm lên là mình chiên cho nó vàng lên là được. Mình áo một lớp bột dầu đã nóng lên rồi mình để vô mình chiên cho nó vàng. Chiên áo thấy bề ngoài nó vàng lên xong mình để ra giấy cho nó rút dầu. Khi đậu hũ xong bây giờ anh sẽ sơ chế phần nấm trước. Hành nó vàng rồi anh để nấm rơm vô trước. Đảo đảo thì sẽ tiếp nấm linh chi. Tiếp theo anh sẽ để nấm linh chi cũng trộn đều. Do cà rốt mình có trần qua nước sôi rồi nên để sau. Rồi bây giờ sẽ đưa nấm kim châm vào luôn, trộn sơ lên cho nó tương đối chín, tại vì mình còn nướng giai đoạn nướng nữa nên nướng tầm chia bạc nó cũng có thể chín, nhưng mình để cho nó thấm gia vị. Trong đây thì anh cũng nêm nếm đường, muối, bột ngọt. Đây anh để thêm một ít dầu hào cho nó có màu sắc xíu. Và đặc biệt anh để thêm một ít bột năng, nước bột năng cho nó nước nó sánh, nhìn nó kẹo kẹo nó mới hấp dẫn. Còn bông cải thì do nó nhiều nên anh sẽ xào và chảo sau. Giờ sẽ gói nấm đậu hũ với giấy bạc vào giấy bạc để mình đi nướng. Này để một ít đậu hũ vô. Xong rồi. Bông cải. Mỗi cái ít, nấm này, nấm kia. Mình đã xào sơ rồi. Xong rồi tới phần nấm. Đây. Cho nó nhiều nên mình phải làm thành nhiều gói. Xong rồi để lên trên một ít ngò rí và hành. Rồi, sẽ gói lại. Đây anh đang nướng đậu hũ đây. Không có hấp mà để lên lửa nướng luôn. Để dầu ăn như cái chảo bắt đầu mình nung nóng cái dĩa nướng là nó bốc khói lên. Đây bây giờ sau khi đã nướng xong, bây giờ anh sẽ khui ra. Đây. Nấm nướng bốc khói đây. Đó, quá hấp dẫn luôn. Anh sẽ thử. Mời ông bà cô chú cùng anh chị em mình thử miếng nấm với
Rồi bốc khói quá. Thử cùng thử với anh nha bà con. Nấm ngăn ngọt ngay luôn bà con ơi, rất là hấp dẫn. Dạ bà con cô bác, hôm nay thì cái tiệc đại tiệc rau củ của ân cũng đã hoàn thành. Đây là món nấm nướng với bạc của ân cũng xong. Thì clip của ân đến đây cũng xin kết thúc. Hẹn bà con cô bác cùng anh chị em mình ở các clip sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.